Bạn gái nóng bỏng một thời, lên tiếng binh vực khi nghe tin khoa búp bị y hiếp. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng cô gái này vẫn rất quan tâm đến nhất cử nhất động của khoa búp. Dương Thi, bạn gái tin đồn một thời của khoa búp, đã có những chia sẻ liên quan đến drama giữa khoa búp và Johnny Đặng như sau. Từ khi khoa búp bước chân sang Mỹ, gặp anh, em rất vui và tự hào khi khoa gặp được người anh giàu kinh nghiệm, tài giỏi và người đồng hương. Nhưng đáng buồn, câu chuyện đó kết thúc quá nhanh do hai người không có lối đi chung và câu chuyện hiện tại đang được dư luận quan tâm, bẻ lái theo hai hướng khác nhau. Vốn là người từng có thời gian tiếp xúc và làm việc cùng khoa, nên mình phần nào hiểu được con người anh ấy. Một người vui tính, làm việc có trách nhiệm, bởi vậy mình luôn tin tưởng và yêu quý khoa. Đặc biệt khi nghe tin tình cũ bị đe dọa, cô gái trẻ trải lòng, liếc khoa đăng về việc anh bị uy hiếp, em không tin điều đó. Bởi vì anh là tên tuổi lớn, anh sẽ không làm như vậy. Khi không còn chơi, làm ăn nữa, thì mình ứng xử văn minh cho câu chuyện kết thúc theo hướng tốt đẹp. Em hy vọng câu chuyện ồn mèo này sẽ sớm kết thúc. Khoa bức tiếp tục du học tại Mỹ, làm công việc Youtube và mở nhà hàng lẩu. Còn anh Johnny Đặng vẫn là ông Hoàng Kim Cương và phát triển hướng đi mới của mình. Đó là những dòng tâm sự của Dương Thi, bạn gái một thời của Khoa Búp. Dương Thi từng có thời gian hợp tác cùng Khoa Bất trong các video. Chính những cử chỉ thân mật của cả hai khiến dân tình tin rằng họ là một cặp. Tuy nhiên, trong một chia sẻ, Dương Thi tiết lộ cô và Khoa Bất chỉ là bạn bè, đồng nghiệp vì cùng chung sở thích làm video. Hiện tại, cô gái trẻ có công việc kinh doanh rất thuận lợi và tổ ấm nhỏ hạnh phúc.